Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Tuấn Mobile và mình là Như Quỳnh. Và ngày hôm nay trong video này thì chúng mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những hình thức lừa đảo phổ biến thông qua điện thoại để mà tụi mình cùng biết và tránh khỏi cái vấn đề là chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo đó nha. Trò lừa đảo đầu tiên đó chính là lừa đảo từ nhà cung cấp. Đây là hình thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay luôn. Kẻ gian sẽ làm giả đại diện dịch vụ và cố gắng lừa chúng mình để cho chúng mình cập nhật thông tin cá nhân hợp pháp như là tên nè, địa chỉ nè, số chứng minh nhân dân hay là số tài khoản ngân hàng vân vân. Sau đó thì chúng mình sẽ nhận được một cái thông báo là đang nợ một cái khoản thuế nhất định và được yêu cầu là phải thanh toán ngay lập tức. Người gọi còn có thể đi xa hơn là đe dọa bắt giữ hay là trục xuất những người không trả tiền nữa. Cho nên là nếu như mà các bạn có bất kỳ nghi ngờ gì hoặc là muốn giữ an toàn cho bản thân mình thì chỉ cần ngắt cuộc gọi, sau đó thì gọi trực tiếp cho nhà cung cấp nếu như mà có bất kỳ câu hỏi hay là thắc mắc nào nha. Hình thức thứ hai đó chính là lừa đảo từ ngân hàng. Có lẽ là nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu với các vấn đề của ngân hàng, vì vậy kẻ gian đã lợi dụng đó để lấy thông tin qua cuộc gọi điện thoại hoặc là qua những cái nội dung của tin nhắn văn bản. Thì những cái nội dung này sẽ liên quan đến các cảnh báo gian lận ở trên thẻ ghi nợ hoặc là thẻ tín dụng. Sau đó thì kẻ gian sẽ yêu cầu dữ liệu nhạy cảm như là thông tin cá nhân, số thẻ, mã pin vân vân. Đây cũng là một cái hình thức rất là phổ biến trên mạng khi mà những kẻ gian này đi xa hơn bằng cách là thiết lập một cái trang web. Cái trang web này thì nó trông giống hệt như là những cái trang web của ngân hàng nhưng mà có cái URL hơi khác một chút xíu. Nếu như mà bạn nhận được một cái email hoặc là thậm chí là tin nhắn văn bản đến điện thoại với một liên kết đến trang web và nói rằng là bạn nên đăng nhập cũng như là kiểm tra một cái gì đó rất quan trọng thì bạn nên cẩn thận nha. Nếu như mà nhập vào thì kẻ gian sẽ có những cái thông tin đăng nhập của chúng mình và có thể chuyển tiền từ tài khoản của bạn vào tài khoản của họ đó. Vì vậy khi mà có nghi ngờ về dạng này thì ngay lập tức hãy gọi đến số điện thoại chính thức của ngân hàng và xác minh tính hợp pháp của tình huống này nha. Hình thức thứ ba đó là lừa đảo hóa đơn tiện ích. Một số người thì có thể rơi vào bẫy của những kẻ gian với lời hứa là giảm chi phí hóa đơn tiện ích. Và khi gặp những cái cuộc gọi lừa đảo với hứa hẹn những cái chương trình giảm giá hay là các cơ hội khác, có thể là chúng mình sẽ vô cùng hào hứng cung cấp thông tin cá nhân. Từ đó thì kẻ gian sẽ sử dụng thông tin này để giả mạo chúng mình và đi lừa gạt bạn bè hay là người thân đó. Hình thức thứ tư đó là lừa đảo phần thưởng miễn phí. Ôi, thật sự thì mọi người, kể cả mình, đều mong muốn là một ngày nào đó có thể nhận được một phần quà miễn phí. Đó là lý do tại sao mà hình thức này lại đạt được thành công khá là cao. Kẻ gian sẽ gọi đến và nói với chúng mình là đã có tên ở trong chương trình quay số và giành chiến thắng với một phần thưởng có giá trị như là một cái thiết bị đắt tiền nào đó hay là một cái kỳ nghỉ ở một resort hạng sang với giá trị hàng triệu đồng luôn. Nhưng mà để nhận giải thì chúng mình cần phải trả một khoản chi phí trị giá là khoảng vài trăm nghìn hoặc thậm chí là vài triệu đồng luôn. Hình thức thứ bảy đó là lừa đảo những người cao tuổi. Một số trường hợp kẻ gian gọi điện thoại cho ông bà hoặc là cha mẹ của chúng mình và nói rằng tụi mình đang gặp rắc rối về tài chính và cần sự giúp đỡ. Tất nhiên là ông bà và cha mẹ sẽ luôn suy nghĩ và quan tâm đến khó khăn của chúng ta và họ rất là dễ rơi vào cái bẫy này. Vì vậy thì bạn hãy nên gợi ý liên tục cho những người lớn tuổi ở nhà để họ đề phòng cái tình huống này trong tương lai nha. Và vừa rồi là một số những hình thức lừa đảo qua điện thoại mà Như Quỳnh biết và cũng muốn chia sẻ với các bạn. Và nếu như mà trong quá trình chia sẻ Như Quỳnh còn bỏ quên một vài những cái hình thức nào khác thì các bạn hãy để lại comment cho Như Quỳnh biết cũng như là chia sẻ với mọi người những thông tin bổ ích đó nha. Còn bây giờ thì Như Quỳnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau trên Minh Tuấn Mobile. Bye.